Bây giờ kỷ niệm đáng nhớ thì khoan, hả, phân kỷ niệm vui buồn nha. Lập chỉ đáng nhớ nhất là kỷ niệm này. Nó là kỷ niệm của tâm linh. Quay phim tâm linh là bị dính ngay những cái chuyện tâm linh. Nếu như mọi người có xem cái phân đoạn ngay ngã ba mà bộ ba Bắc Ma đang hành pháp để kêu gọi quỷ nữ quay trở về, thì lúc đó là Thủy Du đang có hai cái má hồng đây đang dán, thì Lập đang nói cái câu thoại rằng là quỷ nữ có âm khí rất là nặng, cho nên sẽ rất là dễ bị thu hút bởi những người có dương khí mạnh. Thì dương khí mạnh và vừa dương khí mạnh và vừa đẹp trai nó thì có Thủy Du mà thôi. Thì ngay đoạn đó mọi người sẽ để ý có một cái bóng đen nó lướt ngang, lướt. Tại vì con quỷ nó có âm khí rất là cao, nó sẽ dễ bị hấp dẫn hiện hình. Lướt nhẹ, ơ là nhẹ luôn. Lướt giống như là ai đi ba tin đi qua. Tại vì nếu một con người mà đi bình thường á là sẽ bị nhấp nhô vậy, nhưng không. Lướt rất là nhẹ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong quá trình quay không có ai đi ngang ống kính để mà nó lẹm cái bóng vô diễn viên hết trơn á. Cái này là bóng đi ngang diễn viên, nhưng trên cái ống kính trên màn hình không thấy ai đi qua hết. Và lúc đó là Lập đang xem lại ở trên cái màn hình TV ở ngoài phim trường. Lập đang xem, đang dậm, đang coi lại cái xuồng quay của mình. Tự nhiên cái ý, trời đất ơi, anh tua lại cho em coi coi. Thì rõ ràng thấy một cái bóng lướt nhẹ ngang qua. Nếu như mọi người coi thì mọi người có thể để ý đó là ma thiệt. Chứ không phải là kỹ xảo. Và một kỷ niệm thứ hai, kỷ niệm này nó hơi chủ quan một chút xíu. Cái hồi nãy Lập mới vừa kể nó khách quan là bởi vì nó hiện hữu ra cho mọi người nhìn, mọi người thấy. Còn cái này nó hơi chủ quan của Lập và Hạnh Thảo là đóng vai Liên Thanh. Lúc đó thì Lập và Thảo đang quay một cái phân đoạn ở trong phòng bệnh viện, là đang ngồi nói chuyện với nhân vật Thảo Nhi, bác sĩ Thảo Nhi. Thì ống kính, ví dụ ống kính đang chỉ như thế này, thì Lập ngồi đây, Thảo Nhi ngồi đây. Thì lúc đó Liên Thanh mới đi ngang và đứng ngay vị trí ở giữa. Ở vị trí này chắc chắn là đã bị che. Đó, nhân vật Liên Thanh đã bị che hai nhân vật này rồi. Thì lúc đó Lập cũng đang quay quay, đang diễn diễn, đang thoại thoại. Cái Lập cũng nghe một cái câu bắt đầu là cũng suy nghĩ cái đám mây mà ai nói cái gì vậy thiệt á, mà cũng mình vẫn tập trung mình diễn tiếp. Thì lúc đó Thảo cũng né qua một bên, né xong xuôi hết, quay xong đợt đó xong, cái lần đó xong, cái Lập mới hỏi anh quay phim, ủa hồi nãy anh kêu em né ra hả? Cái anh nói, anh quay phim nói ủa đâu có ai nói gì đâu, tại vì trong quá trình quay thì cái luật là mọi người không được quyền nói một cái gì hết, chỉ có quyền đạo diễn mới ra lệnh là cắt hay là như thế nào thôi. Một khi đã bấm quay thì không được ai nói gì hết. Nhưng mà hồi nãy Lập rõ ràng nghe là hay quá, xinh quá. Thì hỏi bà Thảo đóng vai Liên Thanh, bà cũng nghe y chang vậy luôn. Xong rồi bắt đầu kêu anh Nam Thanh hiện trường nghe kỹ là coi cái lần quay đó có nghe không. Vẫn không nghe. Không nghe trong micro, nhưng mà Lập và Thảo nghe rõ ràng là nghe quá, xinh quá, nghe rõ ràng là như vậy luôn. Đầu hai đứa nhìn nhau, trời ơi chỉ biết niệm Phật đâu đó mọi người. Mà nhưng mà rõ ràng người ta nhắc đúng. Bà Thảo mới đứng trần trần, bà che cái ống kính như vậy là người ta kêu né qua, đúng rồi. Rõ ràng có một linh hồn đạo diễn nào đó đang đứng ở ống kính và xem tất cả mọi người đang làm phim. Thời tiết ngay mưa bão, quay trong mùa mưa, cho nên là ngày nào cũng lạy trời, lạy Phật, lạy hết tất cả những vị thần linh mà có thể hỗ trợ, phù hộ độ trì cho bộ phim. Mà rõ ràng Lập có thể cảm nhận được rằng là ở đâu đó những đấng tâm linh rất là ủng hộ bộ phim của Lập và bản thân Lập. Rồi bởi vì mưa thì mưa ở đâu đó, nhưng mà mỗi lần mà đoàn đến cái khu vực đó quay là không còn mưa nữa. Là cũng không hiểu lý do tại sao. Nếu như mọi người xem phim, mọi người sẽ để ý rằng là cảnh đêm nhiều hơn cảnh ngày, cho nên là cứ quay đêm và quay đêm. Tại phim tâm linh mà, cho nên là cái môi trường về ban đêm nó sẽ rất là phù hợp để tạo cái không khí và không gian cho mọi người. Cho nên là bối cảnh không gian đêm là bối cảnh đa phần trong phim. Ra rạp cùng đón xem Pháp Sư Mù nha.